Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay tay lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Trong chapter 1103 trước đó, hồi tưởng về quá khứ của Kuma đã khép lại với cảnh Vegapunk trao lại cho Bonnie món quà sinh nhật lần thứ 10 kèm theo lời chúc của cha cô bé. Sau đó chúng ta tiếp tục với những diễn biến cực căng thẳng tại đảo Egghead, nơi đang thu hút sự quan tâm của cả thế giới sau bài báo mới nhất của Morgan 28. Tại đây, Thánh Saturn vừa hạ lệnh hành quyết Bonnie trong khi Sanji vẫn bị khống chế. Cô bé cố gắng vùng vẫy bằng tương lai méo mó, nhưng niềm tin vào sự tồn tại của thần mặt trời Nika đã suy giảm, nên Bonnie không thể hiện được sức mạnh như khi đánh bại Alpha. Thánh Saturn hiểu rất rõ điều này vì chính lão ta là người ban tặng Bonnie năng lực Toshito Shinomi. 14 năm trước, trong lần thí nghiệm trên cơ thể Genie, Saturn đã khiến cô nhiễm bệnh vảy sao phia, tác dụng phụ của chất lỏng chiết xuất từ trái quỷ, nhằm giúp con người sở hữu sức mạnh mà không cần ăn trái real. Vì vậy, năng lực thay đổi tuổi thọ của Bonnie hoàn toàn vô dụng đối với Saturn. Tồi tệ hơn, lão ta còn lấy trẻ em ra làm chuột bạch rồi lại mang tác phẩm của mình đi ép Kuma quy thuận, gây ra biết bao đau khổ cho gia đình ông. Hành động vô nhân tính của Saturn vi phạm nghiêm trọng đạo đức của một nhà khoa học, khiến Vegapunk hết sức bất bình, nhưng Saturn lại bảo ông ấy phải có kiến thức, phải có kinh nghiệm và trải nghiệm ở vị trí ngũ lão tinh thì mới hiểu được. Đúng lúc này, Kuma xuất hiện, bất chấp mưa bom bão đạn mà xông tới bảo vệ con gái. Ban đầu ông chỉ là một linh mục, một nhà cách mạng với tư tưởng ưa chuộng hòa bình. Rồi, đúng cái, bỗng nhiên Kuma thành một ông bố đơn thân, nên Kuma phải có trách nhiệm với Bonnie. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem ông bố đơn thân ấy làm gì để bảo vệ đứa con gái bé bỏng của mình, thông qua bài phân tích One Piece cho tờ 1104 mới nhất mang tựa đề Cảm ơn cha. Mở đầu chương 1104 là cảnh Saturn đối diện với nắm đấm của Kuma. Lúc này một chuyện bất đầy bất ngờ đã xảy ra, nhưng chỉ xuất hiện trong tâm trí Kuma. Rõ ràng Vegapunk đã xóa ký ức của ông ấy, Thánh Saturn có thể xác nhận điều này. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, quá khứ ấy lại hiện ra trong đầu Kuma. Khi đối mặt với kẻ thù không đội trời chung, Kuma lờ mờ nhớ về cái lần đầu tiên đứng trước Saturn ở God Valley. Lúc ấy ông mới 9 tuổi, phải quỳ gối nghe ngũ lão tinh phán xét định mệnh của tộc Buccaneer khi sinh ra là trở thành nô lệ cho đến chết. Chính cái bản án đó đã hại cha mẹ ông. Gương mặt ông Clap hiện lên trong đầu Kuma. Đó là khi mẹ Kuma qua đời. Rồi tới những giọt nước mắt hạnh phúc của Genie khi cả hai được ăn bữa ăn đầu tiên trong sự tự do. Và tiếp theo là những lời từ biệt của cô ở Sorbet trong căn nhà thờ cũ. Bọn này chính là tia sáng cuối cùng cứu vớt cuộc đời tăm tối của Kuma lúc ấy. Ông nhớ lại khuôn mặt bé bỏng đó, sự căm phẫn càng dâng trào vì Saturn muốn hại Bonnie. Dù Kuma đã chấp nhận mọi cái giá phải trả để đổi lấy sự sống cho cô bé, nhưng lão ta vẫn không chịu buông tha. Điều đó quả thực quá khốn nạn. Mà phản diện thì thường chết vì nói quá nhiều. Chẳng hiểu do quá tự tin hay đang coi nhẹ Kuma, mà thay vì phòng thủ thì Saturn lại quay sang chất vấn tiến sĩ Vegapunk về việc Kuma tự ý hành động và còn đột ngột xuất hiện ở Egghead. Chính tại ông ta đã bấm nút tự hủy sau khi quân cách mạng cứu được Kuma khỏi Marengoise. Đáng lý ra Kuma phải nổ banh xác rồi mới đúng. Vegapunk cũng sốc không kém, dường như ông đã cài đặt chức năng tự hủy thật. Việc Kuma vẫn có thể xuất hiện ở đây là điều đáng ngạc nhiên. Theo mình suy đoán thì lý do ngũ lão tinh không đi ngăn cản quân cách mạng bởi chính phủ tự tin khi nắm giữ thiết bị kích nổ Kuma. Saturn cố tình để nhóm Sabo đưa Kuma đi. Thậm chí mình còn nghĩ lão ta đoán được sẽ có ngày quân cách mạng tới cứu người. Tất nhiên họ phải trở về tổng hành dinh. Chắc chắn Monkey D. Dragon có mặt ở đó. Lúc này Kuma giống như một quả bom. Saturn muốn lợi dụng Kuma để hủy diệt đầu não của quân cách mạng. Tiếc rằng âm mưu nham hiểm đó đã phá sản. Để rồi hôm nay lão ta phải trả giá cho những cái việc mà mình đã làm. Nắm đấm không chỉ bọc Haki mà còn chứa đầy sự căm hận của Kuma giáng thẳng vào mặt lão già gian ác. Thằng Saturn bị đấm nát mặt, cơ thể cồng cần bật ngửa ra sau và bay xuyên qua hàng loạt công trình kiến trúc trên đảo, phá hủy cả một góc thành phố. Hải quân đang rời khỏi trung tâm thấy chấn động đều quay lại xem chuyện gì vừa xảy ra. Và tất cả sốc nặng khi chứng kiến một cựu nô lệ đấm vỡ mặt ngũ lão tinh, một trong các lãnh tụ tối cao của thế giới. Đây chắc chắn là sự kiện gây chấn động lịch sử. Hải quân vội vàng chạy tới giải cứu Thánh Saturn, người đang bị vùi trong đống đổ nát. Nhìn quả đấm của Kuma, nó lực vô cùng. Đúng là Thất Vũ Hải không thể xem thường được. Dù sao thì họ cũng từng là một trong ba thế lực duy trì cân bằng của thế giới. Khi xem cảnh này phải nói là đã cái nư. Độc giả chờ đợi màn báo thù của Kuma cũng lâu lắm rồi. Lẽ ra còn phải bồi thêm vài phát nữa mình mới thấy hả dạ. Nhưng Kuma đã dừng lại. Với cơ thể đang bốc khói, ông bước tới và ngồi xuống bên cạnh Bonnie. Ông ôm con gái vào lòng, cái ôm của người cha và con sau nhiều năm xa cách. Sau ngần ấy chuyện đã xảy ra, giây phút đoàn tụ này càng trở nên thiêng liêng, quý giá hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ đó là cái ôm cuối cùng mà Kuma dành cho con gái, bởi ý thức của Kuma bắt đầu mờ dần. Ông chỉ bế Bonnie trên tay rồi ngồi yên bất động, giống như bị ai đó tắt nguồn vậy. Lúc này Sanji, Frankie và Atlas đã cử động được. Nhờ Kuma đấm bay Saturn nên họ cũng thoát khỏi sự khống chế.
Vì vậy, 99% chiêu thức mà Thánh Satan sử dụng để khống chế mọi người đến từ sức mạnh của trái quỷ. Bởi nếu là khoa học thì phải giống như Seraphim, kể cả bạn đánh bay người chỉ huy nhưng kẻ đó chưa mất ý thức, Seraphim vẫn thuộc quyền kiểm soát của người ra lệnh gần nhất, sức mạnh khoa học không mất đi sau vài đòn tấn công. Vì vậy, tất cả những ai chịu ảnh hưởng của Satan đều được giải phóng, nhưng chương này không vẽ Luffy, có thể cậu ta vẫn nằm đó nhưng bị khuất sau mấy tảng đá. Sanji vội vàng chạy tới hỏi thăm tình hình Bonnie thế nào. Frankie đề nghị mau nhân cơ hội này mang Bonnie lên tầng thí nghiệm, ưu tiên của họ vẫn là trốn thoát chứ không phải là đánh thắng. Atlas cũng chạy tới, cô là người điều khiển Vega Tank lúc trước, nhưng giờ đường ray lẫn phương tiện đều đã bị Kizaru phá hỏng, họ cần một cách khác. Riêng tiến sĩ Vegapunk ngồi trầm tư trên một tảng đá, suy ngẫm về những gì đang diễn ra. Rõ ràng ông đã thiết lập một công tắc tự hủy, nhưng sao nó lại không hoạt động? Vegapunk biết ý đồ thâm độc của Satan, cơ chế tự hủy không phải để phòng trường hợp không thể kiểm soát Kuma được nữa, mà chính phủ thế giới muốn biến Kuma thành một quả bom di động. Khi Kuma chiến đấu với kẻ thù quá mạnh, chẳng hạn như Tứ Hoàng, Satan sẽ ấn nút kích hoạt quả bom, kéo theo kẻ thù mà Kuma đang đối mặt. Hoặc bạn bè, đồng đội trong quân cách mạng có cứu thoát được ông thì chính phủ vẫn có thể lợi dụng điều đó để xóa sổ toàn bộ đầu não quân cách mạng. Anh em chưa coi thường quả bom mà Vegapunk chế tạo. Một quả bom giấu trong chiếc dương Tamatebako còn đánh sập cả lâu đài của Big Mom. Nhiều anh chị em nhà Charlotte bắt đầu nghĩ về viễn cảnh tồi tệ nhất. Lời báo Morgan nhận định bằng ngày tạc Big Mom tới đây coi như chấm hết. Khi đến Guano, Big Mom cũng bị hạ bởi bom. Vậy nếu là bom của Vegapunk thì chắc chắn sức công phá còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Nó đủ để khiến cho Tứ Hoàng trọng thương, hy sinh một robot để đổi lấy lợi thế như vậy cũng đáng. Giờ mà mỗi pick Mark 3 là một quả bom thì thật sự là mình không dám tưởng tượng tiếp. Chẳng có lẽ Vegapunk sẽ không làm vậy, vì các chiến binh hòa bình được tạo ra để bảo vệ người vô tội, không phải là công cụ giết người. Tiến sĩ cố định trái lệnh Thánh Satan, nhưng Kuma vì con gái nên tôn trọng thỏa thuận lúc trước tới phút cuối cùng, chấp nhận gắn thêm quả bom trong người. Tuy nhiên ông đã bí mật thay đổi một chút, đổi từ bom thành công tắc dừng hoạt động. Khi Satan khởi động nút bấm, Kuma sẽ bị ngắt mạch và không còn làm theo bất kỳ mệnh lệnh nào khác. Thế này thì mình nghĩ rất có khả năng Seraphim và Pacifista đều có một công tắc như vậy, vấn đề là đang nằm trong tay ai. Tiếp tục với suy luận của Vegapunk, ông từng nghĩ tới một giả thuyết về năng lực đặc biệt của tộc Buccaneer. Từ hôm nay thì xem chừng suy đoán đó là đúng. Vì thông thường thì khi công tắc được kích hoạt thì Kuma sẽ bị tắt nguồn. Việc ông ấy còn ý chí để tự hành động tới được hòn đảo này và thậm chí biết Bonnie đang ở đây thì không còn cách giải thích nào hợp lý hơn. Vegapunk nhận định sức mạnh đặc biệt của Buccaneer không nằm ở thể chất siêu việt, mà đúng hơn, trong quá khứ họ đã... Nhưng họ đã làm gì thì Vegapunk chưa nói, hay nói đúng hơn là Oda vẫn muốn ém thông tin này. Tuy nhiên thì mình xin đưa ra một giả thuyết về đặc điểm của dòng máu Buccaneer. Kuma cũng từng hỏi máu của mình khác với người bình thường ở điểm nào, nhưng Vegapunk bảo ông cần xét nghiệm kỹ càng hơn. Có thể trong 2 năm qua, Vegapunk đã phát hiện ra máu của tộc Buccaneer có khả năng lưu trữ thông tin, bao gồm cả thông tin di truyền, cùng khả năng trung hòa mọi nguồn gen khác. Tộc Buccaneer có liên quan tới Nika. Mình từng có giả thiết Joy Boy thuộc tộc Buccaneer, họ đại diện cho ý chí tự do và khao khát hòa bình, hòa hợp đa sắc tộc. Hiển nhiên, đây là một đặc tính vô cùng hợp lý. Nhờ vậy, người Buccaneer có thể truyền máu cho bất cứ ai thuộc bất kỳ chủng tộc nào. Hơn nữa, nó còn lưu được cả thông tin di truyền, chẳng hạn như ký ức, tính cách hay là sức mạnh của bản gốc. Vegapunk tạo ra người nhân bản theo ADN của Kuma rồi cải tạo tất cả thành cyborg gọi là Pacifista, thay vì tạo ra người máy ngay từ đầu. Cho nên khi bị tấn công, Pacifista chảy ra máu thật, cũng có da thịt là thật, sức mạnh cũng là hàng real, thiếu mỗi năng lực trái quỷ và suy nghĩ riêng như con người. Nhưng sau 2 năm time skip, khi Vegapunk tạo ra Seraphim từ DNA của Thất Vũ Hải, bắt đầu rất nhiều người, trong đó có cả mình, đã nghĩ rằng chính dòng máu Lunarian khiến Seraphim mạnh như vậy. Nhưng xem ra tất cả chúng ta đã lầm. Theo lời quyên bệnh dịch thì tộc Lunarian chỉ sở hữu khả năng sinh tồn mạnh mẽ, có thể sống sót trong bất kỳ môi trường nào, dù là khắc nghiệt nhất, chứ không hề nói dòng máu của tộc này lưu trữ được thông tin di truyền của người khác. Vegapunk có mẫu vật kinh từ lâu, nhưng phải đến khi Kuma tới Egghead, ông mới hoàn thiện được ước mơ mình ấp ủ bấy lâu, trong khi khả năng phòng ngự của tộc Lunarian là vô địch. Tính ra làm lá chắn còn xịn hơn cả Kuma. Vậy thì lý do đó là gì đây? Bởi vì Vegapunk không thể nhân bản người Lunarian. Ông ta thành công được là nhờ huyết thanh của tộc Buccaneer. Vegapunk đã dùng DNA của các Thất Vũ Hải trộn lẫn nó với gen của tộc Lunarian mà ông ta còn giữ, rồi nuôi cấy các phôi này trong bể chứa dung dịch đặc biệt, hoàn toàn tạo ra từ huyết thanh của Kuma. Sở dĩ Seraphim mạnh bất thường như vậy là nhờ 4 yếu tố. Đầu tiên là khả năng sinh tồn mạnh mẽ và phòng thủ vô địch của tộc Lunarian, sức sống mãnh liệt giúp các phôi nhân bản lớn lên trong bể nuôi cấy mà không gặp trở ngại nào. Kỹ năng chiến đấu đã được các Thất Vũ Hải hoàn thiện. Thông tin được lưu trữ đầy đủ trong bản sao của họ nhờ dòng máu Buccaneer. Theo mình, khi các phôi lớn lên, máu của Kuma đã được truyền vào cơ thể Seraphim, giúp chúng giữ được sức mạnh của Thất Vũ Hải thay vì phải bắt đầu từ con số 0.
Vegapunk còn cấy thêm siêu năng lực vào các Seraphim. Ông ta nhân bản được cả trái quỷ, chính xác là nhân tố di truyền của người sở hữu năng lực, rồi cấy các ống chứa lục huyết vào tay của Seraphim, thứ này giúp bọn chúng có sức mạnh ác quỷ của người khác. Mình đoán lục huyết cũng được tạo ra từ máu của cư ma, nó giúp lưu giữ thông tin di truyền, ngoài bộ kỹ năng vốn có của bản gốc còn là năng lực trái quỷ. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa máu của người Buccaneer và các chủng tộc khác, cũng như lý do Saturn thí nghiệm gây ra tác dụng phụ cho vật mẫu, còn Vegapunk thì không. Trở lại với cư ma, lý do Saturn e sợ và bắt Vegapunk biến cư ma thành người máy vì ông ta sợ dòng máu Buccaneer chảy trong người ông. Nó có khả năng lưu trữ thông tin di truyền của cả thế hệ trước và không bị mất đi khi người Buccaneer chết. Rõ ràng cư ma đã là một người chết, nhưng Dragon lại nói ông ấy vẫn còn chút nhân tính chính nhờ dòng máu đặc biệt của Buccaneer. Vegapunk lấp lửng về chuyện xảy ra trong quá khứ. Mình nghĩ tộc Buccaneer biết mọi bí mật của thế giới. Họ chứng kiến tất cả những gì xảy ra trong thế kỷ trống. Nhưng không giống bất kỳ chủng tộc nào khác, dòng máu được truyền lại có thể chứa ký ức của đời trước. Robot cư ma hiện tại đang thấy ký ức của cư ma bản gốc. Nếu một tộc nhân Buccaneer được nghiên cứu và phát hiện ra bí mật này thì nó sẽ thành đại họa đối với chính phủ thế giới. Vì vậy, chúng mới kết án diệt chủng tộc Buccaneer. Đánh lái một chút sang Masoretic aka Zoran, người duy nhất sở hữu được tới 2 năng lực trái quỷ, thậm chí vẫn còn muốn cướp thêm năng lực của bùa Hancock. Trong cuộc nói chuyện sau trận chiến thượng đỉnh, Ngũ Lão Tinh cũng bảo đây là trường hợp chưa từng xảy ra, trước Tít chưa có ai ăn được tới 2 trái quỷ. Phương Hoàng Marco thì nói với người bình thường nó đúng là không thể, nhưng cơ thể Zoran rất đặc biệt, dường như anh đầu dứa biết được bí mật gì đó của hắn. Và mình đoán Zoran cũng có dòng máu Buccaneer, không phải Tít ăn trái Granomy mà hắn đã lưu trữ sức mạnh đó vào cơ thể, tương tự cách Vegapunk cấy siêu năng lực cho Seraphim. Vậy thì hắn làm thế nào? Chuyện gì đã xảy ra trong tấm màn đen đây? Bản thân hắn mang dòng máu Buccaneer nên không cần lục huyết. Khi phủ tấm màn đen lên dâu trắng, Zoran đã rút máu của ông rồi truyền thẳng vào động mạch. Khi trái Granomy chưa tái sinh, máu của bố già vẫn mang lại cho Tít sức mạnh chấn động nhờ yếu tố di truyền. Ngay khi vừa cướp được năng lực, hắn cũng thi triển uy lực ngang ngửa bố già, giống như Seraphim mới 8 tuổi vẫn có kỹ năng như bản gốc thời đỉnh cao. Khả năng trung hòa tốt giúp Tít có thể lưu giữ được thông tin di truyền của nhiều đối tượng, nghĩa là hắn sẽ còn có thêm năng lực trái quỷ khác. Do lo sợ bị săn lùng nên Tít mới phải che giấu bản thân, tránh để người khác chú ý tới mình, chờ khi nào đủ mạnh mới ra tay. Tít không có truy nã dù hắn đánh bại được cả Ace, từ chối trước đội trưởng đội 2, tất cả đều vì một lý do. Đó là Zoran thuộc tộc Buccaneer bị kết án diệt chủng, tức là hắn nắm giữ rất nhiều bí mật của thế giới. Trở lại với diễn biến chính của chapter 1104, lúc này Kizaru đã hoàn toàn bình phục, ông ta ôm đầu thở dài. Giờ kết thúc thật sự rồi. Điều này hoàn toàn chính xác, cứ mà dám tấn công thành Saturn thì toàn bộ những người có mặt tại đây sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của lão ta. Ngoài kia đang có 100 chiến hạm sẵn sàng đợi lệnh. Hải quân cũng săn lùng Luffy, nhưng cậu ta bỗng dưng bốc hơi, đám lính không dám báo cáo chuyện mình không tìm thấy mũ rơm đâu cả. Nhìn Kizaru thì mình tin việc Luffy mất tích chẳng liên quan gì đến ông ta. Nghi vấn lúc này dồn cả vào Caribou, 99% hắn là kẻ mang thức ăn tới cho lù, rồi lén giấu cậu vào đầm lầy tránh bọn hải quân. Chờ Luffy hồi phục, Sentomaru cũng tỏ ra khá ổn, anh ta rất vui vì được gặp lại Kuma, nhưng người vui nhất phải là Bonney, cậu bé trở lại hình dạng thật, đưa đôi bàn tay bé nhỏ lên vuốt ve khuôn mặt ông và nói: "Cảm ơn cha." Đây cũng là tiêu đề của chương 1104, một phần cảnh rất xúc động. Bọn này cảm ơn Kuma vì tất cả những gì ông ấy đã làm cho cô. Mọi thứ trong ký ức mà cô thấy, bao gồm cả những lá thư chưa bao giờ được đưa tới tay Bonney hay món quà sinh nhật rất đẹp. Cô bé cũng khen mẹ mình là người tuyệt vời, nhưng trong mắt Bonney, cha mới là người tuyệt vời nhất. Kể cả người ta gọi Kuma là bạo chúa, thì người cha mà cô bé biết nhân hậu nhất trong những người nhân hậu, ngầu nhất trong những người ngầu nhất, không ai có thể sánh bằng. Vừa nói Bonney vừa ôm lấy Kuma mà khóc, bởi lúc này Kuma không còn nghe được, không hiểu gì cả. Ông chỉ là robot với ký ức từ dòng máu Buccaneer. Chút nhân tính sót lại đã đưa Kuma tới đây bảo vệ Bonney, đó là ý chí mãnh liệt của Kuma. Phía bên kia, Thành Saturn đã quay trở lại từ đống đổ nát và đang chờ đợi lời giải thích của Vegapunk. Rất nhiều tia sét đen phóng ra kèm theo tiếng la thất thanh của hải quân. Có lẽ Saturn đã giết sạch những kẻ tới gần và nhìn thấy hình dạng của mình. Quá tàn ác. Cũng chẳng khó hiểu khi lão ta tức giận như vậy. Kuma đã đánh gãy một cái sừng của Saturn, cánh tay phải cũng dập nát và đứt lìa, trong khi Vegapunk là người chịu trách nhiệm chính của dự án đó. Nhưng ông không nói sự thật mà mình tìm ra. Vegapunk gọi đó là sức mạnh của tình yêu. Muốn hiểu sao thì hiểu. Ahihi đồ ngốc. Câu trả lời đó thực sự trọng giọt Saturn. Đối với lão ta thì Vegapunk đã sống lâu hơn sự hữu dụng của mình. Kuma cũng vậy, tới lúc tiễn họ lên đường rồi. Ta thấy sừng và cánh tay bị đứt của thành Saturn mọc lại, hay nói đúng hơn là được tái tạo lại từ một làn khói đen. Chứng kiến cảnh đó, người sở hữu siêu hồi phục như Sanji cũng phải trố mắt kinh ngạc. Cũng có thể nhà khoa học Saturn đã áp dụng công nghệ tương tự viên Smoke Church. Sạn có thể tự hồi phục thần tốc sau khi bị Queen bẻ gãy hết xương, nội tạng dập nát.
Nhưng nếu bị chặt tay hay chặt chân, chẳng biết anh ba có mọc lại được như thế hay không. Vì thế mà hôm trước mình mới đưa ra giả thuyết Oda đang đánh lừa tất cả chúng ta. Bản thể của Saturn đang nằm đâu đó bên trong con yêu quái Ushioni, giống như Cracker trốn trong hình nhân bánh quy. Khi bạn đủ mạnh, kẻ thù chưa bao giờ phá vỡ vỏ bọc của bạn thì chúng sẽ tưởng đó là người thật. Hải quân còn in hình nhân của Cracker lên poster truy nã cơ mà. Hoặc trường hợp Frankie cũng vậy, truy nã của anh từng in hình robot Frankie Shogun, vì lúc chiến đấu anh ngồi bên trong điều khiển nó. Chưa rõ Saturn ăn trái quỷ gì, nhưng ông ta tạo ra hình dạng Ushioni từ khói đen nhằm đánh lừa đối thủ, tái tạo lại các bộ phận, khống chế cử động cũng như gây cảm giác ghê rợn, uy hiếp tinh thần người khác, còn bản thể trốn bên trong không lộ diện. Saturn lao tới dùng vuốt nhận muốn kết liễu cư ma trước, bọn này đã cố gắng hét lên bảo cha mau tránh ra, nhưng ông không cử động. Thế vậy Sanji nhảy lên sút bay trước càng, đừng hòng làm bọn này đau lòng thêm, lão nhận giả khốn kiếp. Anh bà đã tỏa sáng đúng như mong đợi, dù chỉ trong một khung hình. Hãy chú ý tới lực đá của Sanji, anh chưa cần dùng tới Double Jambe mà vẫn sút bay trước càng khổng lồ đó rất dễ dàng. Tiếp đến là Frankie, anh nói họ nợ cơ ma một ân huệ lớn và sẽ không cho phép ai làm hại tới ông ấy. Frankie bắn một cú Radical Beam xuyên thủng ngực Saturn, ngủ lão tinh mà bị đục lỗ dễ như vậy thì hơi phèn, nên mình càng tin hình dạng Ushioni khổng lồ kia chỉ là vỏ bọc che giấu bản thể đang nấp ở phần bụng của con nhện, nơi ít bị cả thù nhắm vào hơn nửa thân trên. Phải tới tận bây giờ thì chú Liêm mới chịu đứng dậy. Nhưng nói Kizaru mạnh hơn Luffy chỉ vì ông ta đứng dậy được còn hơi sớm, ta chưa thấy Luffy đâu cả. Theo mình nên đợi xem tình hình của cậu ta rồi kết luận vẫn chưa muộn. Khỉ vàng phủi quần áo khen ngợi băng mũ rơm đã trưởng thành, vậy thì phải thử xem mức độ trưởng thành từ đâu. Sanji hét lớn cảnh báo Frankie, nhưng quá chậm, Kizaru đã tốc biến tới ngay sau lưng và sút bay anh trước khi Thánh Saturn kịp phản công. Lỗ thủng trên ngực Saturn cũng biến mất, biểu cảm của ông ta khá là ba chấm, giống như đang nghi ngờ lòng trung thành của Kizaru. Mình cũng thấy chú Liêm diễn hơi sâu, rõ ràng ban nãy là đã cử động được rồi mà không ra tay, bảo khử với Capang thì chậm mà tấn công Frankie lại nhanh thế. Có quá nhiều hành vi đáng ngờ ở đây, thậm chí mình còn nghi đô đốc khỉ vàng giả vờ chưa thể cử động, đợi mọi người thoát khỏi khống chế của Saturn mới ra tay. Và mọi thứ không lọt được ra ngoài tầm mắt của lão ta. Hiển nhiên, lòng tin mà Saturn dành cho Kizaru đã suy giảm, nên ông ta quyết định kích hoạt lệnh Burst Oko. Nguy hiểm cận kề, tất cả bắt đầu chạy trốn vì lúc này cơ mà không đưa họ dịch chuyển được. Bọn này nhờ với các băng xem giúp, nhưng lúc này làm gì có thần gia nữa. Cũng may Atlas đủ sức vác cơ mà theo cùng, Sanji khỏe hơn nhưng anh còn phải ngăn chặn kẻ địch. Lúc này Kizaru bước tới chăn giữa Saturn và các băng. Ông ta nói việc cơ mà xuất hiện ở đây hoàn toàn nằm ngoài dự tính, nhưng đã đến lúc dứt điểm mọi chuyện rồi. Cậu thật đáng thương Kizaru ạ, cậu đâu phải kẻ không có trái tim đúng không? Thật mất mặt quá, đáng lẽ tôi nên đeo kính râm tối màu hơn. Vừa nói, ông ta vừa đưa tay lên gạt vội giọt nước mắt, có lẽ ràng buộc duy nhất khiến Kizaru không thể dứt bỏ là danh dự của một người lính hải quân. Giờ mình cũng lờ mờ đoán ra vì sao công lý của Kizaru lại là công lý mơ hồ. Ông ta từng tin tưởng vào công lý của hải quân, nhưng cũng giống như Monkey Dragon, Borsalino sớm nhận ra ở đây không hề tồn tại cái gọi là công lý. Ý thức về danh dự của một quân nhân không cho phép ông ta đào ngũ như Dragon hay Kuzan, nhưng Borsalino cũng không tin tưởng thượng tầng chính phủ nữa. Vì vậy, những gì mà Kizaru thực hiện chỉ đơn thuần là nhiệm vụ. Ông ta mơ hồ không biết mình nên làm gì mới đúng, vì đó không phải là công lý thực sự. Bởi chẳng có công lý nào lại đi nã pháo vào tàu tị nạn chở trẻ em hay tàn sát các học giả trói gà không chặt. Cảnh tượng tàn khốc đó sắp tái hiện lại một lần nữa ở Egghead. Chuyển cảnh ra phía bờ biển, tất cả tàu chiến đã vào vị trí sẵn sàng khai hỏa. Lệnh Burst Oko được kích hoạt để hủy diệt Egghead, loại bỏ mối đe dọa đối với chính quyền thế giới. Một tên phản bội đã khám phá ra những bí mật của thế giới, một đứa con sót lại của bộ tộc chịu nạn diệt chủng và một tên hải tặc đã đánh thức vị thần cổ xưa. Câu nói cho thấy Thánh Saturn đã bó tay khi mọi thứ tại Egghead vượt ra khỏi tầm kiểm soát, khi ông ta phải hạ lệnh Burst Oko hủy diệt hòn đảo. Và Kuma chính là giọt nước làm tràn ly. Thân là nhà khoa học trong hội đồng trưởng lão tối cao, tuyệt đối trung thành với Imu. Saturn không bao giờ muốn phá hoại tài sản của chính phủ, đặc biệt là khi ông ta gọi mọi thứ trên đảo Egghead là những tài sản vô giá. Cho dù Nika đánh bại được Kizaru thì Saturn vẫn chưa ra lệnh Burst Oko, nhưng sự xuất hiện của Kuma đã phá hỏng mọi tính toán của ông ta, khiến Saturn phải cắn răng hạ lệnh Burst Oko trước khi mọi thứ đi quá xa. Chúng ta sẽ chờ xem kịch hay ở phía trước, vì tuần sau vẫn tiếp tục có chuyện. Và vừa rồi mình đã phân tích xong chapter 1104 mới nhất của One Piece. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Nếu thấy hay đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.